Yo no, ahora. Ya, creo que voy a callar ya. Dịch nó lại, nó dậy quá. Thâm thiệt mà. Ủa thì không la luôn ba ơi. Cha con lì đi không? Những cái tay nó nặng. Hôm qua nó lên rồi nó làm vậy đó. Cái không có đồng hồ thì phải đi mổ rồi, mổ con rồi.